Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô sẽ cùng các em chúng ta sẽ đi các bài tập ở trong phần luyện tập của bài 2 là bài hàm số bậc nhất trong sách giáo khoa của chương trình đại số lớp 9. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 11. 11 là hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ. Vậy để biểu diễn mặt phẳng trên mặt phẳng tọa độ thì các em sẽ vẽ cho cô một cái hệ trục OXY. Trong đó OX thì là trục nằm ngang. Còn OY thì là trục thẳng đứng, được chưa ạ? Đầu tiên các em sẽ biểu diễn điểm A có tọa độ là x bằng trừ 3, y bằng 0. Vậy với các cái điểm mà nó có số 0 ở trong đấy thì các em chỉ cần biểu diễn chính ở cái điểm còn lại thôi. Vậy A có tọa độ là trừ 3, 0 ạ? A có tọa độ là trừ 3 và 0. Những cái điểm mà nó xuất hiện con số 0 ở đây thì các em chỉ cần biểu diễn đây, tức là x bằng trừ 3. Vậy các em sẽ lấy cho cô x bằng trừ 3. Đây là điểm 0, số 0. Đây là trừ 1, đây là trừ 2, đây là trừ 3. Vậy điểm này là điểm trừ 3, x bằng trừ 3, đúng không ạ? Các cái mà có xuất hiện số 0 thì các em sẽ lấy theo x hoặc y. Vậy này nếu mà nó y bằng 0 thì chính điểm x này là điểm trừ 3, đúng không ạ? Vậy x bằng trừ 3 này chúng ta không cần phải gióng đi đâu cả, vì cái điểm còn lại bằng 0 rồi. Vậy cái điểm A nó chính ở vị trí này luôn. Điểm A này nhìn vào đây thì nó sẽ có tọa độ là x bằng trừ 3. Còn y có gióng sang đây thì nó cũng chính là giá trị bằng 0. Vậy thì ở đây điểm A các em vẽ chính là vị trí này. Điểm B có tọa độ là x bằng trừ 1, y bằng 1. B có tọa độ là x bằng trừ 1. Cái viết trước là x, cái viết sau là y. Vì sao lại chúng ta lại biết cô nói lại cái con A này rất là hay. Các bạn, các em khi gặp có số 0 ở trong đấy thì các em không biết cách biểu diễn. Tức là các em nhìn này, các em sẽ biểu diễn cái số nào khác không thì các em biểu diễn trước. Vậy đây có trừ 3 đúng không ạ? Vậy x bằng trừ 3 thì các em cứ chấm vào con trừ 3 đã. Vì y bằng 0 nên x không có phải, con trừ 3 này không có phải gióng đi đâu cả. Và nó chính ở vị trí này luôn. Vậy đây chính là vị trí của điểm A. Được chưa? Sang B có tọa độ x bằng trừ 1, y bằng 1. Vậy x bằng trừ 1, đây là x bằng trừ 1, đây là y bằng 1. Vậy các em, đây, khi mà nó khác không thì em mới đi gióng. Đấy, gióng vuông góc hay là gióng vuông xong đấy. Thì đây chính là tọa độ của điểm B. B có tọa độ là x bằng trừ 1, y bằng 1. Tiếp theo ta có điểm C có tọa độ là 0, 3. C có tọa độ là 0, 3. Tức là x bằng 0, y bằng 3. X bằng 0, y bằng 3 thì như cô nói rồi, khi mà nó xuất hiện số 0 ấy thì các em không cần quan tâm đến số 0 mà các em sẽ quan tâm đến cái số kia trước. Vậy tại giá trị y bằng 3, tức là trên cái trục này các em xét điểm 3 nằm đâu? 1 đây, 2 đây, 3 đây. Vậy cái điểm này và cái vị trí của con x là nó là số 0 nên chúng ta không cần phải gióng cái này đi đâu nữa cả. Vậy đây chính là vị trí của điểm C. Đây chính là vị trí điểm C. Đây chính là C. Ta nhìn vào đây này, các em gióng số OX này, khi gióng số OX này thì có phải là x bằng 0 không? Đây, gióng vuông góc xuống có phải bằng 0 không? Còn C này có tọa độ y bằng 3 đúng không ạ? Vậy tính là C này có tọa độ 0, 3 là đúng rồi đấy. Đúng chưa? Tiếp theo là chúng ta có điểm D có tọa độ 1, 1, tức là x bằng 1 và y bằng 1. Đây là x bằng 1 này, y bằng 1 này, y bằng 1 là điểm này đúng không? Đây là x bằng 1. Vậy đây chính là điểm D. D có tọa độ 1, 1, đấy, x bằng 1, gióng vuông góc lên, song song với OY, y bằng 1, gióng, y bằng 1, gióng vuông góc sang và nó cũng song song với OX đây. Tiếp theo ta có E bằng 3, 0, E bằng 3, 0, E này, bằng 3, 0, bằng 3 tức là chúng ta sẽ có x bằng 3, vậy các em sẽ lấy trên trục OX điểm ở vị trí bằng 3. Vậy đây cái điểm này có tọa độ x bằng 3 đúng không? Vậy thì nó chính là vị trí này luôn. Nó chính là vị trí này mà không phải gióng đi đâu nữa vì cái điểm còn lại nó là 0 đúng không ạ? Gióng sang đây thì nó là 0 rồi. Vậy điểm này chính là điểm E. Đấy. Khi mà nó có một trong hai điểm bằng 0 thì chúng ta sẽ xác định điểm còn lại trên OX hoặc OY và nó chính là điểm đấy, không phải gióng đi đâu đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta có điểm F có tọa độ là x bằng 1, y bằng -1. X bằng 1 đây, x đây, bằng 1 đây,
y bằng trừ 1 thì điểm này là trừ 1. Đúng chưa? Đáng bằng đây. Vậy đây là x bằng 1 này. Đây là y bằng trừ 1 này. Vậy đây chính là 1 trừ 1. Vậy đây chính là điểm F. Tiếp theo ta có là điểm G có tọa độ là 0 và âm 3. Tức là x bằng 0, y bằng âm 3. Vậy đây là âm 2 này. Đây là âm 3 này. Vậy x bằng 0, y bằng âm 3. Ta có điểm G có tọa độ là 0, âm 3. Đúng không? Vậy 0 thì ta không chưa còn quan tâm. Thì em sẽ xét trên tia. Đây chính là y đúng không ạ? Đây là y thì em sẽ lấy trên OI điểm bằng âm 3 cho cô. Đấy, lấy trên OI điểm âm 3. Đây, chính là y đây. Lấy trên OI điểm âm 3. Và đây chính là điểm G. Đấy, điểm G chính là cái điểm tại vị trí âm 3 này luôn. Nó giống như các cái vị trí có số 0 khác. Số 0 này, đây là x bằng âm 3. Vậy thì em sẽ lấy trên OX điểm âm 3. Và đấy chính là điểm A. Rất là dễ. Điểm C này, y có tọa độ 3. Vậy thì em lấy trên tia OI điểm có tọa độ 3 đây. Đây chính là điểm C. Tương tự, đúng không ạ? Cuối cùng là chúng ta có H có tọa độ x bằng trừ 1, y bằng trừ 1. Vậy x bằng trừ 1 đây, y bằng trừ 1 cũng nằm đây. Đúng không? Vậy đây chính là vị trí của điểm H. Đấy. Tức là từ đây này, các em hạ đường song song với OI. Từ cái điểm này các em song song OX cắt nhau ở đâu? Thì đấy chính là điểm H. Vậy H nằm đây. Như thế là chúng ta vừa biểu diễn xong được các cái điểm. Là điểm gì? A này, điểm B này, điểm C này, điểm D này, điểm E này, điểm G này, điểm F này, điểm H này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo là chúng ta sẽ sang bài tập số 12. Bài tập số 12 là cho hàm số y bằng ax cộng với 3. Tìm hệ số a, biết rằng x bằng 1 thì y bằng 2,5. Vậy y này bằng ax cộng 3. Y bằng ax cộng 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x bằng 1 thì y bằng 2,5. Vậy thì ta có khi x bằng 1. Khi x bằng 1 thì y bằng 2,5. Thay vào hàm số ta có ở đâu có x em thay bằng 1, ở đâu có y em thay bằng 2,5. Ta có 2,5 thì bằng a nhân với 1 cộng với lại 3. Đúng không ạ? Tức là ở đâu có x này thì các em thay bằng 1 này. Ở đâu có y này thì các em thay bằng 2,5. Được không? Vậy ở đây, từ đây các em sẽ suy ra là 2,5 a nhân với 1 thì bằng a, đúng không ạ? Bằng a cộng với 3. Vậy thì các em sẽ suy ra a nó sẽ bằng là 2,5 trừ đi 3. Đúng không? Vậy thì suy ra a nó sẽ bằng là âm 0,5. Đúng chưa? Vậy hệ số a cần tìm là âm 0,5. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 13. 13 là với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất. Vậy chúng ta sẽ có bài 13. Để làm bài 13 thì các em nhớ cho cô hàm bậc nhất thì nó sẽ có dạng như sau. Hàm bậc nhất thì có dạng là y này bằng ax cộng với b và điều kiện của ta là a phải khác 0. Đúng không ạ? B bằng bao nhiêu cũng được nhưng mà a phải khác 0. Vậy ở đây chúng ta có cái ý đầu tiên là ý a. Ý a là y người ta cho bằng căn của 5 trừ m.
chia thành hai ý ra nhá. Đoạn 13A chúng ta là bên này, 13A chúng ta là bên này. Y bằng căn của 5 trừ m nhân với x trừ 1. Vậy thì các em sẽ đưa về cái dạng ax cộng với b bằng cách là y sẽ bằng căn của 5 trừ m nhân với x, đúng không ạ? Nhân với lại là căn của 5 trừ m nhân với trừ 1, vậy thì nó sẽ bằng trừ căn của 5 trừ m nhân với 1, đúng không ạ? Nhân với 1 thì bằng căn của 5 trừ m thôi, không cần phải viết nhân 1 nữa, đúng chưa? Vậy đây này, hệ số A chính là căn của 5 trừ m, đúng chưa? Còn B ở đây là trừ của căn 5 trừ m. Đấy, vậy để nó là hàm số bậc nhất thì cái A này phải khác không, đúng chưa? Để hàm số bậc nhất, để y bằng căn của 5 trừ m nhân với x trừ đi căn của 5 trừ m là hàm số bậc nhất. Thì làm sao? Thì cái hệ số của con x này, tức là thì căn của 5 trừ m, căn của một số này, căn thì chắc chắn nó phải lớn hơn 0 rồi. Căn bậc 2 của một số không thể là số âm được, nên là nó phải là dương rồi, lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng mà điều kiện A phải khác không, nên cái này nó sẽ lớn hơn 0 thôi. Cô nói lại này, căn này thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, nhưng mà nó không thể bằng 0 được, đúng không ạ? Còn nếu mà âm thì không được, vì là nó là căn, đúng chưa? Nên là nó ở đây nó phải là căn của 5 trừ m lớn hơn 0. Vậy thì suy ra tương đương với 5 trừ đi m phải lớn hơn 0. Và cái này thì nó sẽ tương đương với lại là 5 lớn hơn m. 5 lớn hơn m tức là m phải nhỏ hơn 5. Đấy, đây thì có phải là suy ra là 5 sẽ lớn hơn m, mà 5 lớn hơn m thì m có phải nhỏ hơn 5. Vậy với m nhỏ hơn 5 thì hàm số này sẽ là hàm bậc nhất. Đáp án câu A của chúng ta là m nó phải là hàm bậc nhất, thì cái hàm số trên là m nó phải nhỏ hơn 5 thì hàm số trên sẽ là hàm bậc nhất, đúng không ạ? Ta sẽ có ý B. Ý B là y bằng m cộng 1 trên cho m trừ 1 nhân với x rồi cộng với 3,5. Cộng với 3,5. Vậy để là hàm bậc nhất thì hệ số A phải khác không? Để là hàm bậc nhất thì hệ số A tức là hệ số của x phải khác không? Tức là m cộng 1 chia cho m trừ 1 phải đi khác không? Vậy khác không khi mà chỉ khi là tử của nó phải khác không, đúng không ạ? Vậy thì suy ra m cộng 1 phải khác không, đúng không? Cái phân số này khác không khi mà chỉ khi tử phải khác không. Nhưng mà vì phân số này có chứa cả tử và mẫu, điều kiện của chúng ta tập xác định tức là mẫu luôn luôn phải khác không, vậy em phải kèm thêm điều kiện của nó, tức là mẫu phải khác không nữa. Vì nếu mà mẫu bằng 0 thì nó sẽ không tồn tại, đúng không ạ? Cũng như đây, đây nếu chỉ có điều kiện là khác không thôi thì nó không đủ, mà nó phải thêm điều kiện, tức là phải lớn hơn 0 vì là nó chứa căn, đúng không ạ? Khi mà nó chứa các cái yếu tố mà cần có điều kiện xác định thì các em phải kèm thêm cả yếu tố của điều kiện xác định vào. Nhớ như vậy, ví dụ như đây phân số thì điều kiện là phải mẫu khác không này, còn để cho cả phân số khác không thì tử nó phải khác không nữa, đúng chưa? Vậy thì từ đây sẽ suy ra là m khác m cộng 1 khác không, m trừ 1 khác không, vậy suy ra là m nó phải khác cộng trừ 1, đúng không? M phải khác cộng trừ 1. Vậy thì đây chính là điều kiện của ta.
để nó là hàm bậc nhất thì m phải khác cộng trừ 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài cuối cùng của phần luyện tập này, tức là chúng ta sẽ sang bài tập số 14. Cho hàm số như sau. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại nhé, cô sẽ xóa cái này đi một chút để ta sang. Ta sẽ sang bài tiếp theo là ta sẽ sang bài tập số 14 nhé. Bài tập 14 là cho hàm số y bằng 1 trừ đi căn 5 nhân với x trừ đi 1. Thì A, người ta bảo là hàm số trên là hàm đồng biến hay nghịch biến trên R, vì sao? Vậy thì ta có A, hàm số trên ta có, muốn xem là hàm đồng biến hay nghịch biến thì em xét hệ số A đúng không ạ, hệ số của x. Vậy thì ta có này, hệ số của x ở đây là 1 trừ đi căn 5. Mà 1 trừ đi căn 5 thì rõ ràng là nó nhỏ hơn 0, đúng không? 1 trừ căn 5 nhỏ hơn 0, vậy thì suy ra hàm số trên đây là có tập xác định là R này. Vậy hàm số trên đồng biến, đúng không ạ? Hàm số trên là hàm số đồng biến. Xin lỗi em, hệ số A nhỏ không thì nó phải là hàm nghịch biến. Trên tập xác định, tức là trên R, hàm số trên sẽ là hàm số nghịch biến trên R, tức là nghịch biến trên tập xác định của nó. Sang ý B là tính giá trị của y khi x bằng 1 cộng căn 5. Vậy khi x bằng 1 cộng căn 5, thay vào hàm số thì ta có x bằng 1 cộng căn 5 thì thay vào chúng ta sẽ có y bằng 1 trừ đi căn 5. 1 trừ đi căn 5 nhân với x, tức là nhân với 1 cộng căn 5. Rồi chúng ta trừ đi 1, đúng chưa? Tức là ở đâu có x thì em thay bằng 1 cộng căn 5 vào. Vậy ở đây nó chính là hàm thức A trừ đi B nhân A cộng B. Vậy nó chính là A bình trừ B bình. Vậy chính là bằng 1 bình trừ đi căn 5 tất cả bình phương. Đấy. Rồi các em trừ đi 1, đúng không? Vậy thì y của chúng ta ở đây, 1 bình thì nó sẽ bằng 1 này, trừ đi căn 5 bình, tức là trừ đi 5 này. Được kết quả bao nhiêu thì em sẽ trừ đi 1, đúng không ạ? Vậy thì y của chúng ta ở đây nó sẽ bằng là 1 trừ đi 5 thì bằng 4, 4 trừ đi 1 nữa thì nó lại bằng trừ 5, đúng không? Vậy khi x bằng 1 cộng căn 5, vậy khi x bằng 1 cộng căn 5 thì y nó sẽ bằng trừ 5. Bây giờ chúng ta sẽ sang ý C là tính giá trị của x khi y bằng căn 5. Vậy khi y bằng căn 5, thay vào hàm số ta có ở đâu có y thì em thay bằng căn 5 cho cô. Vậy chúng ta có căn 5
nó sẽ bằng 1 trừ đi căn 5 nhân với x rồi trừ đi 1. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng như sau. À, các em chuyển vế sang. Tức là căn 5 cộng 1 thì sẽ bằng 1 trừ đi căn của 5 nhân với x. Đúng nào? Vậy thì x, muốn tìm x thì nó sẽ bằng là căn 5 cộng 1 chia cho 1 trừ căn 5. Được không? Em để như thế này cũng được, để như thế này cũng được. Hoặc là các em muốn nó mất cái phần căn ở dưới mẫu đi, đúng không ạ? Muốn nhờ dưới mẫu này mất căn thì chúng ta đi trục căn thức. Trục căn thức tức là chúng ta sẽ nhân với 1 cộng căn 5, nhân cả tử và mẫu với 1 cộng căn 5 thì nó sẽ bằng căn 5 cộng 1 này nhân với lại 1 cộng căn 5. Hoặc đến đây dừng ở kết quả này là được rồi nhá. Dừng ở đây là được rồi. Còn nếu mà bạn nào muốn trục căn thức thì làm như này. Trên cho 1 trừ căn 5 nhân với lại là 1 cộng căn 5. Đấy. Vậy kết quả chúng ta x sẽ bằng, đây chính là hằng thức căn 5 cộng 1 nhân với 1 cộng với căn 5. Tức là nó cũng bằng căn 5 cộng 1 nhân căn 5 cộng 1. Mà căn 5 cộng 1 nhân căn 5 cộng 1 tức là căn 5 cộng 1 tất cả bình. Và A cộng B tất cả bình thì nó sẽ bằng A bình, tức là căn 5 bình này cộng với 2 căn 5 này nhân 1 này cộng với 1 bình phương. Đúng không? Trên cho mẫu tức là 1 bình trừ đi 5, 1 bình trừ đi căn 5 tất cả bình. Đấy. Vậy thì nó sẽ bằng căn 5 bình thì bằng 5 này cộng với 2 căn 5 này cộng với 1 này chia cho, đây là bằng 1 trừ đi 4 này, 1 trừ đi 5 thì bằng 4, bằng âm 4 đúng không ạ? Đấy, trên nhau bằng 4 như vậy. Vậy chúng ta sẽ có x sẽ bằng 5 cộng 1 tức là bằng 6 cộng với 2 căn 5 chia cho, đặt dấu trừ ra ngoài, chia cho 4 đúng không ạ? Và đến đây cái rút gọn đặt dấu trừ ra thì nó chính là 3 này cộng với lại là căn 5 chia 2, hoặc là âm 3 trừ đi âm căn 5 chia 2. Đấy, đều được đặt dấu trừ ra đây. Cô nói là đến đây các em có thể dừng bài toán ở bước này cũng được rồi, hoặc là các em biến đổi đến bước này, đúng không ạ? Vậy thì để y bằng căn 5, kết luận lại, để y bằng căn 5 thì x phải bằng, đây có dấu trừ như này, tức là bằng trừ 3 trừ đi căn 5 chia cho 2, hoặc là đặt dấu trừ ra bên ngoài thì bằng 3 cộng căn 5 trên 2 cũng được. Được chưa? Như thế là chúng ta vừa đi xong được toàn bộ bài tập ở trong sách giáo khoa của phần luyện tập bài 2, tức là bài hàm số bậc nhất của chương trình đại số lớp 9. Các em về xem lại một lần nữa toàn bộ những cái bài mà cô và các em đã cùng nhau làm trong buổi học hôm nay các em nhé. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.